Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số đối thoại đặc biệt nhân dịp Tết âm lịch thì chúng tôi đã lựa chọn một đề tài và nhận được sự quan tâm khách mời đến với trường quay cũng như là các khán giả của VTV, đó là Việt Nam có thể hóa hổ được không và cách thức nào giúp chúng ta có thể hóa hổ. Trong số đối thoại này chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề này nhưng với một góc tiếp cận khác, đó là ai, lực lượng nào có thể giúp chúng ta làm nên câu chuyện thần kỳ đó. Tham gia chương trình đối thoại tuần này thì tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh doanh BDI. Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Doanh nhân Nguyễn Kim Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp. Vâng, chắc là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chúng ta lại tiếp tục với một chủ đề tưởng chừng là vĩ mô nhưng thực ra là rất nhiều thông tin thực tế và hữu ích cho những người làm chính sách cũng như là doanh nghiệp cũng như là rất nhiều chuyên gia quan tâm. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về câu chuyện là Việt Nam hóa hổ như thế nào, cách thức ra sao và lực lượng nào có thể làm nên câu chuyện đó thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem lại một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan đến chủ đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cái tiềm năng thì nó vẫn còn rất là nhiều, cái nguồn lực của dân tộc thì nó vẫn còn rất nhiều, và nếu mà chúng ta khơi dậy đúng thì chắc chắn là có thể trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á trong một tương lai không xa lắm. Có cái nhận định là Việt Nam hoàn toàn có khả năng là trở thành một cái con rồng con hổ mới của châu Á, mà hiện nay là chúng ta vẫn cứ tụt hậu sơn. Thì cái gì nó ở đấy thì tôi muốn liên hệ lại một câu chuyện thôi để chúng ta cùng giải thích. Ai, lực lượng nào làm cái câu chuyện thần kỳ đấy? Ở các nước ai làm cái câu chuyện thần kỳ đấy? Tất nhiên nó có nhiều điều kiện, nhưng mà mình cứ xoáy vào cái trung tâm ấy. Thì tôi liên hệ đến một luận điểm là chỉ mới có vài ba năm trở lại đây thì chúng ta mới đi đến một cái luận điểm là kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Người ta công nghiệp hóa dựa vào doanh nghiệp tư nhân. Người ta dựa vào Hyundai, dựa vào Samsung, dựa vào Toyota, dựa vào Panasonic. Còn ta dựa vào các tập đoàn của nhà nước, dựa vào Vinasin, Vinalize. Đấy là một cái điểm khác. Còn chúng ta thấy tại sao mà chúng ta lại không hóa dầu được. Bây giờ đấy, 30 năm thì mới 1-2 năm thì chúng ta công nhận kinh tế tư nhân. Trên thế giới có rất nhiều sách viết về sự phát triển thần kỳ của bốn con hổ. Trong đó thì bao gồm có Hàn Quốc, có Đài Loan, có Singapore và Hồng Kông. Đấy. Và chúng ta thấy người ta nói như thế, và cái nghị quyết cương lĩnh 2011 của chúng ta là nó vận hành vào với Hàn Quốc và Đài Loan đi lên là sau chiến tranh. Đài Loan là sau chiến tranh 49 và Hàn Quốc là sau chiến tranh 51-53. Thì chúng ta thấy là họ đều từ một nước nông nghiệp họ đi lên. Nhưng ở cái thời điểm đấy thì họ có những cái điều kiện khách quan rất là đấy. Hàn Quốc đi lên được, chúng ta phải nói thẳng, đi lên bằng máu của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ở những cái thời điểm đấy họ đầu tư nó khác. Tôi cho rằng là cái từ hóa hổ rất chia sẻ với anh Kiên. Tôi cho rằng là cái này nó thể hiện một cái quyết tâm không chỉ vượt qua chính mình mà khẳng định mình đối với lại các nước khác trong khu vực châu Á và trên thế giới. Thì tôi cho rằng đây là một cái khát vọng mà rất đáng được khuyến khích và cổ vũ cho cái sự khát vọng đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi thì chưa phân tích sâu vào kinh tế, nhưng tôi có thể đưa ra một cái bức tranh rằng là rất để phát triển, gọi là để trở thành con hổ, nó có hai cái yếu tố như các chuyên gia đã nói. Một là cái môi trường để cho con hổ đó nó trưởng thành, và thứ hai là cái nội lực của chính con hổ đó để có thể vươn lên. Vâng, thưa các khách mời, trong phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã trích lại một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước. Thì trong đó thì chúng tôi có phân tích mổ xẻ nguyên nhân là tại sao chúng ta chưa thể hóa hổ. Và ông Trần Đình Thiên có đặt vấn đề là chúng ta hãy tiếp cận dưới câu chuyện là ai và lực lượng nào có thể giúp chúng ta hóa hổ. Vậy thì ngày hôm nay dưới góc độ các khách mời thì liên quan tới chủ đề này cũng những thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra trong rất là nhiều hội thảo, thì các khách mời đánh giá thế nào cái cách mà chúng ta có thể hóa hổ ra sao? Được chứ, là tôi xin mời ý kiến của giáo sư Nguyễn Mại ạ. Tôi nghĩ trước hết phải làm rõ cái khái niệm hóa hổ là thế nào đó. Chúng ta hay nói rồng rồi hổ. Thế nhưng mà
cái thuật ngữ ấy nó chỉ là mang tính chất chung thôi. Chứ còn nếu một nước mà muốn phát triển ấy, thì Liên Hợp Quốc người ta đã có những cái tiêu chí. Ví dụ dưới 1.200 đô la là nước thu nhập thấp. Từ 1.200 đô la cho đến khoảng 90.000 đô la là thu nhập trung bình. 10.000 đô la trở lên là thu nhập cao. Thế thì chúng ta bây giờ ở cái mức là đang là thu nhập trung bình thấp, 2.400 đô la. Và chúng ta cần bước tiếp theo là cái gì? Là phấn đấu đến 10.000 đô la để mà có cái thu nhập trung bình cao. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện để mà nói hóa hộ là phải câu chuyện định lượng. Chúng ta muốn mất bao nhiêu thời gian để mà đạt từ 2.400 đô la lên 10.000 đô la. Nếu mà chính phủ có một cái mục tiêu rõ và định lượng được thời gian thì lúc đấy mới tập hợp cái lực lượng để mà thực hiện. Thì tôi muốn nói cái ý thứ nhất như vậy. Và vì vậy cho nên tôi cho là nhìn lại trong gần 30 năm, từ năm 1991 cho đến năm 2018, thì sáng nay tôi có xem lại, thì chúng ta đã có 13 năm tăng trưởng trên 8%, 3 năm tăng trưởng trên 9%, và 17 năm tăng trưởng trên 7%. Có nghĩa là nếu chúng ta nói thời gian là 28 năm thì đã có 17 năm là tăng trưởng đến 7%. Sau này, từ năm 2009 trở lại đây thì tăng trưởng tụt dần. Như vậy để nói rằng là cái câu chuyện mà chúng ta muốn đạt được 10.000 đô la thì câu chuyện đầu tiên là phải tính đến cái tốc độ tăng trưởng. Chúng ta muốn đuổi kịp người ta, vượt người ta thì chúng ta phải chạy nhanh hơn người ta. Và tôi muốn bàn đến cái chuyện tốc độ tăng trưởng. Cho nên là trước khi muốn nói sắp xếp lực lượng để đảm bảo tăng trưởng, thì tôi cho là câu chuyện trước hết phải bàn tốc độ tăng trưởng bao nhiêu để từ 2.400 đô la, ví dụ năm 2030, 35 gì đấy, chúng ta đạt được 10.000 đô la, thì đấy là câu chuyện cần bàn. Đó là cách tiếp cận của giáo sư Nguyễn Mại về chủ đề này ạ. Thì có một doanh nghiệp nói với chúng tôi là muốn Việt Nam hóa hổ thì chúng ta phải tìm cách thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình ạ. Thì giáo sư Nguyễn Mại có đúng với cả ý của giáo sư không ạ? Tôi thì không luôn luôn tôi thì không quan tâm thu nhập trung bình. Thật đấy là một câu chuyện. Cách đây được chừng vào khoảng nửa thế kỷ 20, khi Philippines ấy là một cái nước mà có thu nhập trung bình tương đối cao ở trong các cái nước và có cái điều kiện mà phát triển hơn Hàn Quốc, hơn Singapore rất nhiều. Thì sau đó thì Philippines là một điển hình của cái thu nhập trung bình. Tức là giữ lại cái mức mà các nước cứ phát triển, còn nước này là giữ lại cái mức như vậy. Và từ khi mà chúng ta vào ASEAN thì rõ ràng là chúng ta, khoảng cách của chúng ta đối Philippines cũng dần xích lại gần. Và bây giờ có lẽ là cái trong 6 nước mà hàng đầu ASEAN thì chúng ta xích gần nhất là Philippines. Vì vậy cho nên câu chuyện mà gọi là thu nhập trung bình thì tôi nghĩ rằng là đấy là một câu chuyện cái bẫy nói chung. Nhưng mà có lẽ nếu mà nói tiếp cận về cái hóa hổ thì chúng ta phải quên đi thu nhập trung bình. Bởi vì tôi nói lúc nãy là trong vòng 28 năm chúng ta đã có 17 năm tăng trưởng trên 7%. Thì câu chuyện ấy là câu chuyện cân bằng, là tốc độ tăng trưởng. Đấy là câu chuyện của giáo sư Nguyễn Mại là về tốc độ tăng trưởng. Và sau đó ai, lực lượng nào chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng đó. Ông Nghĩa có tiếp cận với việc đó không ạ? Tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng thì có thể gọi là mục tiêu. Nhưng mà lực lượng thì nó phải là khác. Lực lượng thì nếu chúng ta có dịp tiếp cận với một cái tác phẩm nổi tiếng nghiên cứu về lịch sử kinh tế chính trị gần đây, tức là với cái tên tức là sự thất bại của các quốc gia. Thì trong cuốn sách này người ta nghiên cứu rất công phu, người ta đưa ra một cái khẳng định dứt khoát là một quốc gia thành công hay thất bại thì chủ yếu là do thể chế. Mà có hai cái thể chế, tức là một là thể chế nhà nước và hai là thể chế của khu vực tư nhân, tức là doanh nghiệp.
Thế thì lực lượng thứ nhất có thể nói tức là lực lượng là nhà nước, bao gồm tức là luật pháp, các cơ chất lượng của các cơ quan nhà nước và chất lượng của các cơ quan triển khai và thực thi luật pháp. Và như chúng ta thấy tức là kiểm điểm lại, tôi thấy tức là trong số những cái nước mà có cái hệ thống luật pháp rối rắm nhất thế giới thì có tên của Việt Nam. Và kém minh bạch nhất cũng có tên của Việt Nam, và khó thực thi nhất thì cũng có tên của Việt Nam. Thế như vậy chúng ta thấy là cái khung pháp lý chúng ta là không ổn. Cái thứ hai tức là bộ máy, là con người đó, tức là cái chất lượng của thể chế đó, thì như chúng ta thấy tức là chồng chéo và nhiều vô kể, chồng chéo nhiều và gọi là hiệu lực rất là yếu. Và một cái điều thứ ba nữa tức là một cái loại thứ ba nữa tức là cái năng lực sáng tạo và cải cách của cái thể chế nhà nước đấy, tức là chúng ta kỳ vọng trong những năm tới đây nó sẽ thoát khỏi những cái quá khứ để nó tiến lên, thì tôi thấy cũng rất là mờ ở cái chỗ tức là như chúng ta thấy tức là Tây thì là suốt ngày ngồi ôm lại sách đọc, còn Việt Nam thì là suốt ngày ngồi ôm điện thoại chơi cái Facebook, và không thể nào cũng có trí thức mà lại không có sách, và đã không có trí thức thì mọi sự sáng tạo cải cách đều trở nên là vô nghĩa, không thể nào không có được, bởi vì chúng ta hàng ngày tiếp cận với những thông tin trên Facebook, tức là những thông tin tầm thường của một cái đời sống ở cái đẳng cấp thấp, thì có thì giờ đâu mà ngồi mà đọc sách để mà tiếp cận với những cái thông tin ở cái đẳng cấp cao để mà có thể đưa ra được những cái đột biến về 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 phát triển, kể cả về công nghệ cũng như là tư tưởng cũng như là năng lực thể chế. Thì cho nên tôi nói tức là lực lượng số 1 chính là thể chế, mà thể chế số 1 chính là thể chế nhà nước, hay nói cách khác là chất lượng của cơ quan chính phủ. Đây là cái thứ nhất. Lực lượng thứ hai tức là người ta gọi là thể chế tư nhân. Nói thế thôi chứ thể chế tư nhân, chúng ta nhìn kinh nghiệm của Singapore chúng ta thấy tức là khi mà thể chế nhà nước thay đổi thì nó sẽ kéo được cả thể chế tư nhân thay đổi. Và khi thể chế nhà nước đã thay đổi cơ bản về chất thì thể chế tư nhân cũng sẽ thay đổi cơ bản về chất. Bởi vì doanh nghiệp người ta nhìn vào pháp luật để người ta kinh doanh, người ta nhìn vào cái sự trật tự, tôn ti trật tự của pháp luật để người ta kinh doanh, để người ta hành xử. Và người ta nhìn vào những cái công bằng về thương mại để người ta lựa chọn một cái sản phẩm, một cái công nghệ để người ta nâng cao năng lực cạnh tranh, chứ họ không thể nào gian lận được nữa. Và như vậy là gì? Khi cái thể chế nhà nước nó trở nên minh bạch, nó trở nên rõ ràng, nó trở nên có kỷ cương thì lập tức thể chế khu vực tư nhân sẽ thay đổi để thích ứng với cái đó, và nó sẽ trở thành một cái thể chế mạnh. Cho nên tôi mới nói tức là suy cho cùng thì cái kết luận cuối cùng nổi tiếng của cuốn sách đấy thì tôi thấy là hoàn toàn đúng, tức là nhà nước là lực lượng quyết định tất cả. Nó thành hổ hay là thành mèo thì đều là nhà nước hết, đều là năng lực của chính phủ hết. Liệu nó có khác với một nhận định của các khách mời trong số trước, đó là kinh tế tư nhân là động lực cho cái câu chuyện thần kỳ này? Đồng thì đồng, nhưng mà nó phải đồng trên nền tảng là phải có một cái thể chế nhà nước như thế nó mới đồng được. Chứ còn nếu mà một thể chế nhà nước mà luật pháp không ra luật pháp, kỷ cương không ra kỷ cương, không có một cái gì minh bạch, không có một cái gì công bằng, thì làm sao mà có động lực được? Thì lúc bây giờ động lực duy nhất là chỉ có đi gian lận và ăn cắp. Tôi muốn nói thêm một tí là chúng ta cũng biết là gọi là châu Á có một thời kỳ có cái bốn nước mà gọi là hòa rồng. Thì Hồng Kông hay Đài Loan thì tôi không nói, tôi cho là Hàn Quốc và Singapore là hai cái nơi mà rất là đáng quan tâm. Anh Nghĩa vừa nói về cái thể chế nhà nước Singapore, nhưng mà cái đầu tiên, cái quan trọng là cái người đứng đầu. Và người đứng đầu ấy là phải biết lựa chọn là cái hướng đi và cách đi cho cái nước quốc gia đó. Nếu mà ai đọc các cái hồi ký của ông Lý Công Diệu thì còn quyển rất hay, tên là Bí Quyết Hóa Rồng. Là từ Singapore, từ một cái thành phố mà rất bẩn, thua xa
Hòn Ngọc Miền Đông, làng chài đấy của Sài Gòn. Và năm 1965 buộc phải tách khỏi Malaysia, mặc dù Singapore rất muốn ở lại Malaysia. Và ông Lý Quang Diệu đã khóc trong cái lúc mà thành lập cái quốc gia này. Sau đó thì ông Lý Quang Diệu với các cái chiến hữu của ông ấy mới bàn đến cái chuyện Singapore phát triển như thế nào. Thì có hai ý kiến đối lập nhau. Một là Singapore phải đi vào công nghiệp, làm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. Ông Lý Quang Diệu sau một thời gian suy nghĩ cho rằng người Singapore là một thành phố không thể đi vào công nghiệp được, không có tài nguyên, không có điều kiện phát triển công nghiệp, cho nên phải đi vào dịch vụ. Đi vào ba cái dịch vụ chính là dịch vụ tài chính và ngân hàng, dịch vụ hàng không, dịch vụ cảng biển. Và cái hướng đấy là hướng mà là từ năm 65 cho đến bây giờ Singapore vẫn tiếp tục theo đuổi. Và Singapore trở thành một quốc gia phát triển như ngày nay. Xin nhớ rằng Singapore hiện nay là 55.000 đô la một đầu người, cao hơn nhiều so với Mỹ. Thứ hai là Hàn Quốc. Nếu chúng ta biết cái lịch sử Hàn Quốc, sau khi mà đình chiến năm 1953, thì chúng ta sẽ thấy một cái thời kỳ Lý Thừa Vạn không khác gì thời kỳ bao cấp của Việt Nam. Nhưng mà đến thời kỳ Park Chung Hee, thì Park Chung Hee là người mà đảo chính Lý Thừa Vạn quân sự, nhưng mà lại là có một công rất lớn về đưa cái Hàn Quốc như ngày nay. Thì Park Chung Hee bắt đầu thay đổi hoàn toàn về cách tiếp cận. Và cách tiếp cận trong nước ấy, là đúng như anh Nghĩa nói ấy, là phải mở cửa cho các doanh nghiệp tư nhân. Và chính phủ phải hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân không chỉ là phát triển trong nước mà vươn ra các khu vực mà Hàn Quốc có thể phát triển, đặc biệt là khu vực Trung Đông. Lúc bấy giờ là đô la dầu mỏ rất mạnh, cho nên phát triển vươn ra. Và thứ hai là dựa vào Mỹ để mà kiếm đô la, trong đó có đưa quân vào Việt Nam bán máu xương cho Mỹ để mà lấy cái viện trợ Mỹ, đồng thời yêu cầu viện trợ Mỹ viện trợ cho một cái công nghệ, trong đó có một cái viện kit mà hiện nay Hàn Quốc đã viện trợ cho chúng ta thành viện VKIT, Việt Nam Korea Technology Institute. Thì rõ ràng là ông Lý Thừa Vạn đã đặt ra nền móng và phát triển các cái tập đoàn lớn của Singapore và vươn ra thế giới và dựa vào Mỹ và Hàn Quốc trở thành cái nước phát triển như hiện nay. Cho nên tôi cho là cái đầu tiên và quan trọng nhất chính là người đứng đầu phải có được một định hướng rõ cho một dân tộc, và hứa để mà đạt định hướng ấy phải có cái phát triển kinh tế tư nhân một cách mạnh mẽ và với những cái thể chế như anh Nghiệm nói là minh bạch, công khai và ổn định, vân vân. Vâng ạ. Cái quan trọng nhất. Ở góc nhìn doanh nghiệp thì cũng rất là ủng hộ quan điểm của hai chuyên gia. Chúng tôi thì doanh nghiệp nó cảm nhận được ngay các cái thể chế chính sách của chính phủ khi chính phủ định hướng một cái đường lối phát triển. Ví dụ như là gần đây nhất là chính phủ định hướng là chính phủ kiến tạo, thì cũng tạo ra rất là nhiều các cái hoạt động vườn ươm khởi nghiệp, rồi các cái điều hành trực tiếp các cái chính sách về tiền tệ. Thế tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái thứ đó nó mới bắt đầu thôi, nó đang mới bắt đầu. Cái yếu tố quan trọng nhất ở doanh nghiệp thì làm thế nào để có thể đưa một cái đất nước lên. Thì trước hết tôi muốn nói một con số thống kê bổ sung thêm cái ý kiến của chuyên gia nữa là chúng ta thì có đến 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mà vừa và nhỏ là doanh nghiệp lại doanh nghiệp siêu nhỏ của Việt Nam. Chứ nếu mang cả doanh nghiệp lớn của Việt Nam vào nữa thì nó cũng chỉ là doanh nghiệp nhỏ của thế giới mà thôi. Vậy muốn hóa rồng thì đúng rồi, phải thay đổi cái này. Cái tỷ lệ này phải thay đổi trước cái đã. Bởi vì cái quốc gia có khỏe hay không là do một cái nền doanh nghiệp có khỏe hay không. Nếu mà chúng ta không thay đổi được cái con số này thì các cái chính sách dù có tạo ra rất là nhiều các con đường cao tốc mà không có ô tô đi nhanh, không có tàu đi nhanh thì cũng không đi đến được đích. Thì đầu tiên theo quan điểm của tôi là phải làm thế nào để điều chỉnh và thay đổi được cái tỷ lệ này, giảm nó xuống dần theo thời gian, giống như là chú ông Mại có nói về cái câu chuyện năng suất lao động
hay là cái GDP tăng trưởng của 18-20 năm trở lại đây, thì chúng ta cũng cần phải đưa định lượng hóa nó ra. Nếu chúng ta cứ nói một cái chính sách, một cái thể chế, chúng ta cứ tuyên truyền thôi, nó chỉ ở dừng lại ở cái tuyên truyền thôi, mà không có các cái bước hành động cụ thể để năm nay chúng ta giảm được khoảng 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ, sang năm còn 97, sang năm nữa còn 96. Nghĩa là cái lực lượng doanh nghiệp lớn hoặc là vừa và lớn nó sẽ chiếm tỷ trọng dần lớn hơn, thì lúc đó mới có thể cụ thể hóa được cái chính sách. Và quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là lớn lên. Chính xác ạ. Đấy là câu chuyện câu chuyện thứ hai, nữa là về xét đi vào một góc độ doanh nghiệp. Chúng ta mới nhìn ở đây gần 10 năm trở lại đây, chúng ta mới thấy có một vài các doanh nghiệp nổi trội vượt lên. Một vài cái doanh nghiệp vượt lên. Gần đây nhất thì thống kê của năm vừa rồi thì cho thấy rằng là Vingroup là doanh nghiệp tư nhân có quy mô, của quy mô thôi ạ, chứ chưa nói về vấn đề chất lượng, lớn nhất. Rồi sau đó đến Trường Hải. Nhưng mà nếu đặt ra dấu hỏi là cái gì tạo ra họ lớn nhất? Cái chất của họ tạo ra họ lớn nhất hay là cái gì? Thì ông nghĩ nói rất là đúng. Rất là đúng. Tôi có thể gần đây nhất là chúng tôi thì có chơi với rất là nhiều các anh quản lý của các tập đoàn này. Thì chỉ một yếu tố thay đổi chính sách vĩ mô là cũng là một cú hích cực lớn để biến họ từ một doanh nghiệp vừa lên một doanh nghiệp lớn. Điều này cực kỳ quan trọng. Vậy cái ý kiến của ông Nghĩa rất là hay. Ở đây là gì? Nếu chúng ta muốn thay đổi về chất, về lượng của một doanh nghiệp, để từ doanh nghiệp nhỏ sang một doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn, thì cực kỳ cần một chính sách, một cái hỗ trợ chính sách. Giống như là câu chuyện Hàn Quốc ấy, tôi cũng có được xem một cái bộ phim về cái sự gọi là thay đổi của Hàn Quốc. Thì nó rất đơn giản để nhớ cái bộ phim ấy thôi. Ông tổng thống này ông nói rằng muốn đất nước phát triển thì phải đi nhanh. Vậy việc đầu tiên đi nhanh là phải làm đường cao tốc. Nguyên tắc là như vậy. Phải làm đường lớn và làm đường cao tốc. Ồ vậy có đường rồi, có đường lớn rồi, có đường cao tốc thì phải có cái xe chạy trên đường. Rất đơn giản là như vậy, tư duy của người ta cực kỳ cụ thể. Có nghĩa là cái gì và cụ thể, làm đường xong thì phải có xe, phải ưu tiên phát triển công nghiệp ô tô. Đó thì đấy là những cái làm sao để chúng ta có thể đưa ra nó những cái bước đi, những cái gì nó cụ thể hơn, những cái chính sách về thể chế hay là những cái quy định nó cụ thể theo thời gian để cải tổ những cái mục tiêu rõ ràng. Từng này doanh nghiệp sang năm nữa phải tăng lên từng này doanh nghiệp về số lượng này, từng này doanh nghiệp về chất lượng này, phải giảm thiểu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy lên cái doanh nghiệp vừa và lớn, và bao nhiêu phần trăm cái doanh nghiệp lớn chiếm trong tỷ trọng cái nền kinh tế này, và trong đó bao nhiêu doanh nghiệp sẽ thể, nghĩa là chuyển đổi được cái chính sách hay là cái mong muốn về chính sách vĩ mô, cái chủ trương hóa rồng của chúng ta, thì đấy là những cái hết sức cụ thể. Theo tôi là nghĩ như thế. Thì chúng ta mới lúc đấy mới bàn được là làm thế nào để hóa được rồng, còn bây giờ vẫn còn đang rất là dài ở phía trước. Vâng. Trong cái phần nhà nước làm gì thì cũng có một doanh nghiệp muốn hỏi các chuyên gia, đó là theo doanh nghiệp thì nhà nước nên làm 3 việc. Thứ nhất là nên định hướng chính sách, chọn doanh nghiệp nhà nước hay chọn các doanh nghiệp tư nhân. Thứ hai là nên phân bổ nguồn lực, và thứ ba là làm chính sách. Tức là đấy là những cái vấn đề mà doanh nghiệp nghĩ là nhà nước nên làm, còn lại thì toàn bộ thì nên là khối kinh tế tư nhân, và đó mới là động lực cho sự phát triển, cho cái câu chuyện hóa hổ của chúng ta. Không biết là nó có giống ý kiến của ông Mại hay là có một phần gì đó với ý kiến của ông Nghĩa không? Cái quyết định cuối cùng của một cái quốc gia, tức là làm ra tiền, mà tiền thì phải doanh nghiệp làm chứ không phải chính phủ làm. Nhưng mà như tôi nói, tức là muốn làm được ra tiền ấy, là phải có một chính phủ tốt. Mà cái tốt đầu tiên ấy, tức là ông phải giữ cho cái đồng tiền của ông nó ổn định. Tức là lạm phát nó phải thấp. Trong một lần độ khoảng 100 năm ông lại cho một cú mà lạm phát lên từ vài mươi chục phần trăm, lãi suất lên vài chục phần trăm thì doanh nghiệp nào tồn tại được. Người ta tích sản được 5 năm thì tiêu tan hết trong nháy mắt. Như vậy là phải có một cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Thứ hai, tức là như chúng ta nói từ nãy giờ, tức là luật pháp nó phải rõ ràng, minh bạch và được thực thi một cách công bằng. Thôi thì bây giờ những thứ đó là những thứ chúng ta thấy là nhà nước đang đi khá là đúng hướng. Tức là cải cách thể chế, rồi cải cách hành chính, rồi thì là thiết lập lại một cái môi trường đầu tư nó song phẳng, nó bằng phẳng và nó minh bạch hơn. Và trên thực tế thì chúng ta cũng đã làm được, đã có được những cái tiến bộ đáng kể và cũng đã được thăng hạng về cái phương diện đó. Tôi cũng hy vọng, tức là nếu cứ tiếp tục kiên trì theo cái hướng đó thì có thể, tức là chúng ta sẽ cải thiện được cái môi trường, cái năng lực thể chế về phía nhà nước. Thế còn doanh nghiệp sao? Có thể nói, tức là
Doanh nghiệp thì có hai vấn đề lớn nhất. Một là làm thế nào để cạnh tranh được với các đối thủ. Đây là cái mà bây giờ là đối thủ chúng ta không phải là đối thủ Việt Nam mà đối thủ quốc tế. Và thậm chí có những cái đối thủ gọi là tờ tạp chí Kinh tế Viễn Đông gọi tên là cạnh tranh hủy diệt như kiểu của doanh nghiệp Trung Quốc. là gọi là dùng những cái từ rất mạnh là chủ nghĩa tư bản rừng rú và cạnh tranh hủy diệt. Thế thì chúng ta lại ở bên cạnh một quốc gia mà doanh nghiệp người ta có sức cạnh tranh khủng khiếp như thế. Thì nhiều người thì cho rằng tức là muốn như vậy thì phải có công nghệ. Mà muốn có công nghệ thì phải có một cái chờ công nghệ tốt để cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận được công nghệ với một cái giá tương đối rẻ. Nhưng mà cái mà tôi cho rằng quyết định nhất là vấn đề tài chính. Có thể con người rồi thì chúng ta cũng loay hoay rồi cũng đào tạo rồi cũng thế nọ thế kia, nhưng mà nguồn lực tài chính là vô cùng quan trọng. Thì chúng tôi có trao đổi với các chuyên gia của Canada thì nó nói rằng tức là họ nói rằng tức là cái cách thức đặt vấn đề phát triển của các ông thì tôi không chê, nhưng mà cái công cụ để mà thực thi những cái ý tưởng của các ông thì là các ông làm là không đúng. Thì tôi hỏi tại sao. Ông bảo tôi lấy ví dụ cái ngân hàng phát triển Việt Nam, nó không phải chỉ là một cái ngân hàng đơn giản để đầu tư vào một vài cái dự án tái thiết cơ sở hạ tầng, mà phải hiểu cái chữ phát triển là gì. Phát triển tức là biến một cái doanh nghiệp rất nhỏ trở thành nhỏ, nhỏ trở thành vừa và vừa trở thành lớn. Và đến khi nó lớn rồi thì thôi, đấy không phải là nhiệm vụ của ngân hàng nữa. Tức là cái slogan của ngân hàng phát triển của quốc tế là như thế. Tức là phải biến được cái nhỏ thành vừa, biến được cái vừa thành lớn. Và đến khi lớn rồi thì thôi, thì là chính phủ hỗ trợ tài chính. Chúng ta sang Ireland, sang cái gì Phần Lan hay là sang Hàn Quốc thì đều có những cái định chế hỗ trợ tài chính như thế. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra tức là bao giờ thì mới thành hộ. Chúng ta đưa ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Không được. Đến bây giờ thì chúng ta thấy mục tiêu đấy đã không đạt được rồi. Không đạt được rồi. Không. Thế bây giờ nói là tốc độ tăng trưởng tôi nói là cao nhất như anh Mai nói tức là 7% năm đi. Thì cứ 10 năm thì mới tăng được gấp đôi. Tức là bây giờ là 2004 thì 10 năm nữa là lên 4.800. 10 năm nữa là lên 9.000. Không. Tức mất 20 năm nữa. Như vậy là phải mất 20 năm nữa. Mà đấy là với tốc độ 7%, chứ còn tốc độ 6.56. Thì còn lâu lắm. Hiện nay thì còn lâu. Để nói như vậy để thấy rằng tức là cũng không nên gọi là đặt ra cái mục tiêu nó hơi xa. Vâng. Nó gay gắt quá là cái gì. Nhưng mà có một cơ sở hay có một niềm tin gì mà thời gian gần đây chúng ta mới nhắc lại cái câu chuyện đấy? Đó, thường xuyên mong muốn như vậy mà. Gần đây số báo chí nước ngoài bắt đầu nói đến là con hổ mới ở châu Á. Trước đây thì chúng ta đã từng có một cuốn sách của trường đại học Harvard viết là Việt Nam theo hướng rồng bay. Rồi cuối cùng là 20 năm nay nó chả bay gì cả. Thì bây giờ họ có cơ sở đấy để tôi xin là cung cấp cho các vị vài cái nhận định của bên ngoài thôi. Đây à. Mới nhất là báo BBC vừa viết hôm nay tôi xem báo này. Nguồn nhân lực trẻ có máu kinh doanh và đam mê công nghệ tạo nên làn sóng doanh nghiệp khởi nghiệp tại các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Đây là BBC. Còn báo Sài Gòn, báo Singapore. Những điểm mấu chốt quyết định phát triển môi trường khởi nghiệp ở Việt Nam là chất lượng nhân lực. Các chuyên gia nước ngoài nhận xét lao động Việt Nam có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế, ngày càng được giáo dục tốt, năng động và hiểu biết công nghệ. Giáo dục tiếp tục chiếm 20% tổng chi tiêu của chính phủ. Các con số đã chứng minh cam kết của các nhà lãnh đạo đất nước nhằm cải thiện chất lượng đào tạo chuyên môn năng lực của lực lượng lao động. 94,5% là người Việt Nam biết chữ. Kết quả kỳ thi PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 17 trong 65 quốc gia. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA là cuộc khảo sát do OECD thực hiện 3 năm một lần
để đánh giá hệ thống giáo dục trên toàn thế giới thông qua việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng của học sinh 15 tuổi. À, đấy là một báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ của Trường Đại học Cornell của Viện Intit của công bố ngày 15 tháng 6 năm 2017 mới đây thôi. Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 về đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 12 bậc so với năm 2016. Trong ASEAN, Việt Nam đứng trên Thái Lan, được đánh giá có thế mạnh đầu ra trí thức và công nghệ, chỉ số phức tạp trên đa dạng của thị trường, chỉ số phức tạp trên đa dạng kinh doanh, chỉ số đầu ra sáng tạo và chỉ số tăng trưởng đầu tư cho giáo dục. Thực tế, việc chuyển dịch nhanh chóng trong công nghệ thông tin, điện tử, đám mây, doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp đã chứng tỏ tố chất của người Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại, thích ứng nhanh chóng với cái mới, ham học hỏi và sáng tạo. Đây là đánh giá của bên ngoài. Thì phải nói người ta nói gần đây nói về công nghiệp cuộc cách mạng 4.0 và con hồ mới là người ta có những cái nghiên cứu của người ta, chứ không phải bây giờ mình làm thế nào để phát triển tiếp tục các cái tiềm năng. Đấy là câu chuyện. Tôi thì muốn bổ sung thêm một tí thôi. Tôi thì anh Nghĩa vừa nói đến tài chính rất quan trọng, nhưng tôi phải nói rằng là 10 năm vừa rồi thì câu chuyện mà lãng phí về tài chính là câu chuyện đáng bạn quan tâm để nói đến chuyện hổ và rồng. Nếu mà chúng ta thống kê ngay nửa năm nay sắp có 40 mấy vụ án nữa, nếu mà thống kê mười mấy cái vụ án vừa rồi và 40 mấy vụ án trong năm 2018 này thì chắc là phải mất vào khoảng 50 tỷ đô la. 50 tỷ đô la kinh khủng như vậy. Trong một cái nền kinh tế hiện nay chúng ta có 220 tỷ đô la mà lãng phí mất 50 tỷ đô la thì kinh khủng. Phải nói rằng là không phải là chúng ta không có cái nền tài chính. Một cái câu chuyện về một cái sân bay như là Long Bình rất cần, nhưng khó khăn lớn nhất là không tìm đâu ra tiền. Thế nhưng mà lãng phí kinh khủng như vậy. Cái thứ hai là một câu chuyện mà chúng ta gần đây đang này, đường Vân Đồn đến Móng Cái mà chỉ mới kiểm tra của Bộ Kế hoạch Đầu tư thôi thì giảm đi 30% đầu tư. Đấy, cái câu chuyện tài chính tôi nghĩ rằng là đây là một câu chuyện mà không phải là chúng ta không giải quyết được. Nếu mà chúng ta giảm đi phần một nửa lãng phí và giảm đi được trên 60% tham nhũng thì câu chuyện tài chính không phải câu chuyện lớn. Câu chuyện chính ấy, hiện nay ấy, là câu chuyện mà chúng ta làm ra tiền rồi sử dụng tiền như thế nào một cách hợp lý. Thì có một câu chuyện tí nữa tôi nghĩ rằng chúng ta phải trao đổi, tức lựa chọn sắp tới là lựa chọn cái gì để chúng ta có thể là đi về thế giới trong công nghiệp 4.0 để mà có thể vươn lên. Thì đây là một câu chuyện mà chúng ta cần bàn. Vâng, có quá nhiều câu chuyện phải bàn quanh chủ đề này. Ông Hùng nghĩ thế nào về ý kiến của hai chuyên gia? Tôi thì vẫn muốn nói thêm về cái doanh nghiệp với hai chuyên gia một chút. Cái về góc độ doanh nghiệp thì như chuyên gia Nghĩa nói cũng đúng là yếu tố niềm tin. Yếu tố niềm tin rất quan trọng. Nếu như mà chúng ta nhớ lại năm 2007, 2008 thì thú thật là ông nào cũng sợ làm doanh nghiệp. Rất là sợ làm doanh nghiệp. Bởi vì là cái lãi suất nó lên đến hơn 20%. Không có một cái ngành nghề nào có thể tạo ra được cái hiệu quả kinh doanh được lãi suất cả. Và duy trì 3 năm thôi là cũng đi cả một cái cuộc đời của doanh nghiệp rồi. Thì mới quay trở lại đây chúng ta bắt đầu thôi thì cứ cho được khoảng 3 đến 5 năm đi. Cái yếu tố niềm tin nó bắt đầu được nhen nhóm lên về câu chuyện thị trường kinh tế nó ổn định, kinh tế vĩ mô nó ổn định. Rồi thực chính phủ vài kiến năm tạo gần đây thôi. Dạ vâng. Và chúng ta mới nhìn thấy một vài chỉ số như là cái số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, số lượng đăng ký mới năm ngoái và năm nay nó tăng lên. Ví dụ như năm trước thì nó được khoảng 110.000, năm nay 127.000. Thì chúng ta đang thấy nhen nhóm những cái câu chuyện niềm tin. Thực tế ra thì trong quá trình đi làm về doanh nghiệp, về tái cấu trúc doanh nghiệp thì chúng tôi gặp rất là nhiều doanh nghiệp. Nói thật, ở góc độ doanh nghiệp thì còn mơ hồ lắm. Còn rất mơ hồ về cái câu chuyện này. Chính vì thế cho nên là để biến từ cái niềm tin nó trở thành hành động được
thì về phía doanh nghiệp ấy rất là cần chính phủ có những cái hành động cụ thể. Ví dụ như câu chuyện của ông Nghĩa kể chuyện, tôi muốn cụ thể hóa câu chuyện của Hàn Quốc. Năm 2017, chính phủ Hàn Quốc chi ra 27 tỷ đô la, nghĩa là có quyết định dành, họ quyết định rất cụ thể, nghĩa là chi ngân sách ra 27 tỷ đô để làm gì? Để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, biến những doanh nghiệp nhỏ như bây giờ sau 10 năm trở thành Samsung, trở thành LG như bây giờ. Nó rất rõ ràng. Và lúc đó họ thành lập ra một cái ban riêng. Và trong 2017-2018 họ đã giải ngân hơn 2 tỷ đô rồi để làm cái việc đó. Thì nó rất cụ thể, nó rất rõ ràng. Thì khi đó doanh nghiệp họ mới biết, à cụ thể đây rồi, đường đi đây rồi, họ mới làm được. Họ mới làm được. Thì chúng ta muốn, chúng ta cũng có niềm tin từ phía doanh nghiệp rồi, nhưng mà nên có những cái động thái rất cụ thể để doanh nghiệp họ tránh trường hợp họ nghe nhiều quá. Nhiều quá nó sẽ trở thành không nghe suốt ngày, và nó không muốn nghe nữa. Câu chuyện nó không muốn nghe, câu chuyện nó rất là nguy hiểm và rất khó. Trong suốt cả một năm vừa qua, chúng tôi cũng đã tìm rất là nhiều cách để có thể hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với một cái đề tài nó cũng hơi vĩ mô một chút, vâng ạ. Thì chúng ta sẽ, như cái cách tiếp cận của giáo sư Nguyễn Mại, chúng ta tiếp tục tìm cách là làm thế nào, chúng ta lựa chọn như thế nào để có thể hóa hổ được. Thì giáo sư Nguyễn Mại có thể đưa ra một số ý kiến của mình ạ. Tôi nghĩ rằng là chúng ta thường làm cái kế hoạch chiến lược 10 năm là ít khi chúng ta quan tâm đến cái việc mà thế giới đi đến thế nào. Chúng ta cần phải làm gì với thế giới? Chúng ta cứ nghĩ rằng hôm qua chúng ta làm cái này thì ngày mai chúng ta làm cái khác. Cho nên theo tôi thì nền công nghiệp hiện nay chúng ta tăng trưởng về số lượng nhưng về chất lượng không cải tạo được, thay đổi được bao nhiêu. Ví dụ chúng ta tăng trưởng mấy cái ngành mà nó kinh khủng, bản thân tôi thì tôi cũng thể tưởng được. Ví dụ xi măng. Xi măng tăng từ 1-2 triệu tấn vào năm 1991, bây giờ là 100 triệu tấn, vượt cả Thái Lan, vượt cả Indonesia. Không có cái nước nào ở trong ASEAN đọ được Việt Nam bằng xi măng. Mà xi măng là sử dụng tài nguyên để xuất khẩu. Thứ hai, sắt thép. Sắt thép chúng ta là bây giờ là gần 10 mấy triệu tấn thép, mà chỉ là để làm cái chuyện là mà nhập phôi thép vào để mà làm xây dựng. Mà dùng năng lượng rất nhiều, điện tiêu hao năng lượng cao hơn là Thái Lan, cao hơn là Malaysia đến 70-80%. Xi măng, sắt thép, rồi thì hóa dầu. Là hóa dầu tôi cũng nhiều, làm sao mà chính phủ vẫn tiếp tục cho là hóa dầu nhiều như vậy, 50-60 triệu tấn là hóa dầu mà chúng ta chỉ có khai thác được 15 triệu tấn là nhiều thôi. Vạ gì mà ở đây thành một cái nơi mà đem dầu thô về đây mà lọc qua dầu tính, mà trong lúc đó thì chỉ có tăng ở giá, cái gia tăng là 0,10% thôi. Đấy. Cho nên vì vậy cho nên tôi mong rằng khi chúng ta bàn đến công nghiệp 4.0 đi với thế giới thì chính phủ nên tập trung cả cái đầu óc mà tốt nhất của Việt Nam trong từng lĩnh vực. Trong đó có cả cái chuyên gia hàng đầu thế giới mà là người Việt kiều, và chúng ta cũng có thể khai thác là trí tuệ của người nước ngoài nữa, theo cái kiểu mà như là Thượng Hải đã nói ấy, là sử dụng trí tuệ người Trung Quốc cộng với trí tuệ của thế giới để mà hình thành cái Thượng Hải như ngày nay. Thế thì rõ ràng là tôi mong rằng là đây là một thời cơ. Nếu mà chúng ta không thể như Trung Quốc, Trung Quốc là trải ra trên một phổ rất rộng về cái công nghiệp 4.0, làm đủ các thứ. Ví dụ robot là định làm 100.000 một năm, 100.000 cả một năm. Thì chúng ta nên chọn những cái phân ngành mà Việt Nam có thể đi lên rất nhanh. Và ở đấy là chiếm một cái thị phần rất có ý nghĩa trong khu vực và thế giới. Và cái đó thì không thể nào mấy ông bộ trưởng hay mấy ông ngồi trong bàn giấy mà làm được. Mà cần phải các chuyên gia. Và tôi mong rằng là chính phủ nên coi trọng cái này bằng cách là mời các chuyên gia từng chuyên ngành một thảo luận thật kỹ, trình ra chính phủ những cái phương án và chính phủ chọn ra những cái phương án tốt nhất để chúng ta có thể tập trung đầu tư. Bởi vì đầu tư công nghiệp 4.0 như chúng ta biết ấy, là đầu tư rất nhiều, cho nên muốn thay đổi một cái ngành nào đấy là phải hàng chục tỷ đô la, thì chúng ta không có nhiều tiền để chọn rất nhiều ngành.
chọn phân ngành thôi, thì tôi nghĩ rằng là đây là thời cơ mà tôi nói là đầu năm 2018 đang có một cái cơ hội mà chúng ta đang tăng trưởng tương đối tốt, thì nên là nghĩ đến cái chuyện công nghiệp 4.0 mà đã có chỉ thị của Thủ tướng vào tháng 5 năm 2017. Mà bây giờ Bộ Khoa Công nghệ đang làm, thì tôi mong rằng là tập hợp trí tuệ được người Việt Nam để mà làm, thì tôi nghĩ rằng là có thể đạt được một cái gì đó để mà chúng ta có một cái định hướng tốt nhất, thích hợp nhất cho cái kinh tế Việt Nam. Ông nghĩ thế nào? Tôi cho rằng là đúng như anh Mai nói, tức là nó phải có một cái cơ quan nào đó mà có cái năng lực chuyên môn để thiết kế ra hổ là thế nào, mặt nó ra làm sao, râu ria nanh vuốt nó thế nào, phải chưa? Và bao giờ thì chúng ta đạt được hổ? Chứ còn cứ nói thế thôi, rồi thì cũng nói là rồng rồi hổ mọi chữ nói chung chung, thì không giải quyết vấn đề gì. Và thứ hai, tôi đồng ý với như anh Mai nói, tức là nguồn lực mà chúng ta cứ ném vào như là xi măng, ném vào như là sắt thép, ném vào như là phân bón, ném vào như là lọc hóa dầu, không? Rồi thì lại ném vào như là nhiệt điện, thì lấy gì mà rồng với rắn, rồng với hổ đấy? Chưa kể tức là hàng vạn tỷ đang nằm đắp chiếu ở khắp các cái dự án, 15-20 dự án đang nằm đắp chiếu. Cho nên là khát vọng thì là tốt thôi. Chẳng nhẽ 10 quốc gia nằm trong Việt Nam chúng ta nói thế thôi, chứ cũng là 4 quốc gia nằm trong cái nền văn hóa ăn đũa. Mà nền văn hóa ăn đũa tức là người ta đi lên hết rồi. Chỉ còn mỗi Việt Nam mình là lẹt đẹt nhất thôi. Văn hóa ăn đũa tức là Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, 4 thằng thôi. Mà bây giờ là chúng nó đi hết hết rồi, kể cả Triều Tiên. Triều Tiên nó sản xuất được cả đầu đạn hạt nhân, tức là đạn đạo rồi mà. Còn mỗi chúng ta lẹt đẹt nhất, mà chúng ta từ nào so sánh chúng ta với các cái nước mà nằm ngoài cái nền văn minh này được. Thế mà cho nên chúng ta phải thấy rằng, tức là thực sự là chúng ta có một khát vọng, và thực sự là chúng ta có một cái nhu cầu để trở thành một con hổ. Vấn đề quan trọng là đúng là bây giờ phải có một nhà thiết kế. Khi đã có thiết kế rồi thì anh sẽ có phải hoạch định ra chính sách, và hoạch định ra chính sách rồi thì tôi tin rằng, tức là doanh nghiệp Việt và nhân dân Việt và thanh niên Việt có thể làm được điều đấy. Có thể tức là không phải là 10 năm nhưng mà 20 năm nữa có thể làm được. Nhưng phải ngay từ bây giờ phải có một cái định hướng lâu dài như vậy. Tôi xin nói thêm một tí, một vài cái ví dụ thôi. Để nói rằng là vừa rồi thì tổng thư ký chủ tịch FIFA sang và xem một cái chỗ tập của bên ông Vingroup ấy, mà đầu tư 30 triệu đô la làm trong 8 tháng. Tất cả đài truyền hình với báo chí là không hề biết, trở thành một trung tâm mà chủ tịch FIFA phải thừa nhận là hiện đại của thế giới trong 8 tháng. Mà bây giờ là những cái đứa trẻ mà vào đấy là được dinh dưỡng, được tập luyện theo những giáo án rất tốt, và cả là Rangnick cũng làm giám đốc điều hành. Rồi Ponsko cũng sang, đấy là một ví dụ. Thì hai hôm qua tôi cũng rất mừng, mặc dù là cũng có suy nghĩ là sắp hình thành một cái tòa nhà cao ốc 82 tầng. Không, người ta bảo chỉ nói là tòa nhà cao thứ 8 thế giới thì không biết có đúng không. 82 tầng. Ở Sài Gòn ấy. Không, ở Hà Nội. 144.000 mét vuông, cũng Vingroup làm. Thế còn vừa rồi thì hình thành một cái mà Sun Group chuyên môn làm cái cáp treo, Đà Nẵng, ở ngoài Phú Quốc, thứ tư ở Phú Quốc. Đấy. Cũng là, mà tôi thì vì có một cái tiếp cận thì tôi biết là hiện nay Sun Group là rất có uy tín với cái nhà sản xuất cáp treo ấy. Cho nên Sun Group được quyền định giá là cho nhà sản xuất cáp treo ấy, bởi vì là họ đã làm 4 năm ấy. Như vậy để nói rằng là hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Làm được những cái mà thế giới là phải mất bao nhiêu lâu. Còn như Sun Group là chỉ còn 5-7 năm gần đấy thôi. Ông Phạm Nhật Vương 5-7 năm gần đấy thôi. Thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng là anh Nghĩa nói khát vọng. Thế tôi thì nói vừa khát vọng, vừa chúng ta hoàn toàn có những tiềm năng lớn để mà làm thế nào
bây giờ chính là làm thế nào để mà có người dẫn đường cho người ta đi một cách nhanh nhất, là có hiệu quả nhất mà không vấp váp là cái quan trọng nhất. Cái nếu mà được tư vấn cho chính phủ thì ở phía các độ doanh nghiệp thì tôi cũng xin được có một vài ý kiến. Trong kinh doanh thì chúng tôi gọi là mô hình kinh doanh, tức là cái business model ấy, nó rất quan trọng. Mình phải thiết kế ra cái mô hình kinh doanh trước cái đã. Chính phủ cũng nên như thế. Về bản chất của chính phủ thì bản chất chính phủ cũng như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái mô hình cụ thể, giống như ông Nghĩa nói. Thì trong cái mô hình kinh doanh chúng ta phải vẽ nó ra rất là chi tiết, là khách hàng của mình là ai. Mỗi một mô hình kinh doanh họ sẽ phù hợp với một đối tượng khách hàng thôi. Thì như ông bạn cũng nói, chúng ta chọn ra cái ngành hay cái ngách nào đó mà Việt Nam thực sự đủ thế mạnh, để chúng ta vẽ chi tiết cái đây ra, chúng ta chọn cái đây để chúng ta phát triển mạnh vào. Thì cái đầu tiên là đối với về doanh nghiệp, từ cái mô hình kinh doanh đấy rồi chúng ta sẽ đi vào từng cái nguồn lực trong mô hình kinh doanh đấy, thì có vấn đề về cốt lõi về nhân sự, phải có con người. Chúng ta phải có con người thì từ đó ta đưa ra các chính sách để làm thế nào thu hút được nhân tài, thực sự thu hút nhân tài thêm nhiều hơn những thành phần kinh tế tư nhân, những ông chủ tập đoàn lớn được tham gia các ý kiến vào các cái chính sách của vĩ mô. Đấy là cái cực kỳ quan trọng. Nếu cần chúng ta cứ đơn giản hóa nó đi. Ok, chúng ta có khoảng 500 đại biểu quốc hội, ta dành đấy khoảng độ 20% cái số đấy cho doanh nghiệp, mà đặc biệt là những doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp đã đạt được cái tầm như này, thì đấy là điều cực kỳ cần thiết, bởi vì họ mới là người phản ánh trung thực nhất cái thực tế của nền kinh tế. Thì đấy là những câu chuyện hết sức cụ thể. Một hướng tiếp cận của doanh nghiệp thưa các khách mời, khi mà chúng tôi nhắc tới câu chuyện là Việt Nam có hóa hổ được không và hóa hổ bằng cách nào ấy ạ, thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là đó là một cái khát vọng rất đáng trân trọng và một cái khát vọng mà chúng ta nên hướng tới, là chúng ta có thể làm được. Đây là một số đối thoại thứ ba rồi. Hai số trước các khách mời cũng đều nhắc tới là chúng ta hoàn toàn có thể làm được, từ câu chuyện của U23 Việt Nam đến những vấn đề của Vingroup, của Sun Group hay là của Trường Hải, những cái ví dụ rất là cụ thể được các khách mời nhắc tới trong chương trình đối thoại ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng là với một cái tinh thần, với khát vọng, và quan trọng nhất là chúng ta chọn một cái hướng làm, thì chính tư vấn của doanh nghiệp, chính tư vấn của các chuyên gia, chính tư vấn của những người ngồi trên chương trình đối thoại cũng là một cái góc để những người làm chính sách có thể là quan tâm và suy nghĩ, cũng như là có một cái hướng đi như nào đấy và tốt hơn trong thời gian tới. Tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và chúng ta xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe, tiếp tục tâm huyết, tiếp tục giữ cái niềm tin để chúng ta tiếp tục đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.